Hello, xin chào tất cả bạn ơi. Nay quay trở lại clip của mình nha bạn ơi. Chúc các bạn ngày mới an lành nha. Nay mình đi vườn nữa bạn. Đi mình có làm mấy cái cần bẫy là đang làm nữa bạn. Rồi mình đi ra mình gài bìm bẹp đây. Thấy bìm bẹp nó ăn ốc quá trời luôn. Mình làm đang làm rồi ba cần nữa bạn. Đầu mình còn ba cần nữa, mình làm ba cần nữa đầu mình đi gài nha các bạn. Rồi các bạn theo chân mình đi gài nha. Đầu mình đang làm đó các bạn. Cột dây vô đầu cần hết nè các bạn. Đầu mình cột cái cây vô xuống gang nha các bạn. Ba quận nó mới chắc qua rồi, cái mình bẫy cái mình gài lên cái nó vụt à. Đây mình thách con chó nè các bạn, còn là thách con chó. Này mình là gài bẫy đạp nữa các bạn, chứ không phải bẫy cột keng các bạn. Con chó này nè. Đó, mình cũng dây là mình xỏ rồi. Rồi thôi chân mình đi gài các bạn ơi. Đầu mình đi nha bạn, xuống xuồng đầu mình đi nha bạn. Xuống xuống xuồng. Bảy này đem xuống nữa, đầu mình đi bạn thay chân mình đi gài thử coi. Có không? Thấy nó ăn ngốc quá trời ăn luôn à. Mình gài thử coi. Thay chân mình nha các bạn ơi. Mình gài tới đây rồi mình gà đang cần nha các bạn. Mình nãy giờ mình dọn nền nãy giờ nè. Nè. Ốc bù vàng mình để như vậy nha các bạn, mình gào nó lại đừng cho nó ốc nó bò ra nha các bạn. Rồi mình gài nha các bạn. Dài đang nó bềm bẹp dữ lắm các bạn ơi. Đây đi ruộng là thấy là nó bay dữ lắm. Nó dài thử ra. Tục nữa giờ kìa. Máy cái máy mình ấy đang thui nha các bạn. Chà quá xình cho nó đen để nó thấy sáng sáng. Nó né rồi, nó quất cái đuôi con mắt luôn. Rồi gà dĩa các bạn, xong các bạn. Ốc này đó, ốc đó mình bỏ vậy đó, mình lật lên vậy đó. Rồi mình đi tiếp tục các bạn ơi. Đi xuống chuồng tiếp tục mới có cần đầu à. Tiếp tục gà dài dài nha các bạn. Thôi đi gà nha các bạn ơi, các bạn chờ mình. Đi ruộng thăm bẫy các bạn ơi. Gà bẫy, bây giờ mình đi thăm thứ này có không. Rồi mình đem theo chén mớ nha các bạn. À. Chén mớ ớt với tắc là mình đâm sẵn nè với cái dao. Cái kéo nha các bạn. Với cái hột quẹt. Với cái thùng không. Đó mình đi coi ra ngoài thì 57 không có rồi mình bắt ốc bắt gì mình nướng mình ở ruộng luôn nha các bạn. Đó, bạn theo chân mình nha. Mình có gài mấy cái bẫy đó. Nguyễn có hồi đó giờ chiều nè mình đi thăm nè. Rồi các bạn theo chân mình nha. Rồi tới gần bẫy thứ nhất các bạn ơi. Gần bẫy thứ nhất mình đến rồi. Đó chỗ cây cong cong gì là nó không sập đâu các bạn ơi. Không sập rồi. Các bạn thấy cái cây cong cong không? Lên câu ra. Nè bạn cùng bẫy đây các bạn ơi.
tiếp tới cần thứ hai mình gài 6 cần nè các bạn. Gài tới cái thứ hai các bạn ơi, cái đầu nó không sập rồi, lên mình cũng sửa sửa nó ra. Quay giờ dạy anh bò được ha. Cái thứ hai các bạn ơi, ê, sập rồi, sập rồi. Ê, mềm mềm đó, 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 mềm mềm đó. Vinh, là con mình bẹp các bạn ơi. Ê, lúc kia, lúc kia, lúc kia, lúc kia. Bước lên. Mình bẹp các bạn ơi. À, đứng mình bẹp các bạn. À, một con các bạn, dính vỏ các bạn. Gà bể đạp các bạn ơi. Một em. Cứng như vậy. Một con nữa các bạn. Giáp cánh là gì? Cái này bể đạp các bạn. Cái này nha các bạn. Nó đi đạp cái máy là sập chính các bạn, đạp là con dây nó rút lên các bạn. Đó, vậy đó bạn. Đó. Một em rồi. Giờ dài tới cái thứ ba các bạn ơi. Nó được một con rồi các bạn. À, được bìm bìm rồi nữa các bạn. À, chó vừa cột giò nó lại à. Đó, thấy không? Một bìm bìm. Chút mình lên trển thịt nó luôn. Tới lần thứ ba các bạn ơi. Lần thứ ba không sập các bạn ơi. Không sập thôi khỏi lên coi luôn các bạn ơi. Nó dài tới luôn. Dài có 6 cần à. Thấy dính con là thấy im rồi đó. Tới cần thứ tư các bạn ơi, không sập nữa các bạn ơi. Trời, trước này nó nằm cong cong trước đó, thấy không các bạn. Dài mép bển đó các bạn ơi. Nó không sập à. Sập lên lên à. Lụm liền à, sập là dính liền à. 4 cần. Đó, tiếp tục. Thấy cần thứ 5 rồi. Đi lên. Rồi không sập luôn à. Rồi, nằm tuốt nữa kìa. Không sập rồi bạn ơi. Dạ tới luôn. Quy chạy bờ kìa. Lần thứ 6 bạn ơi, không sập nữa bạn ơi. Không sập khỏi lên đó bạn. Nào mình lên đây mình chống lên trên đây là mình mằng nó mình xử nó nghe các bạn. Nay ở ngoài ruộng nguyên buổi chiều nay kìa, nè, được một em nè, thấy không? Chói giò nó lại rồi. Bắt đầu mình ở đây mình làm nó rồi qua đó mình nướng nha, mình gom củi rồi này kia mình kiếm đồ ở đầu mình nướng nha các bạn. Đó. Giờ mình làm nha các bạn, rồi chừng nào mình có mình nướng rồi quay các bạn xem nha. Khi làm thì thôi các bạn không biết làm mình không ấy đâu. Thôi bắt đầu mình làm nó nha các bạn. Nãy giờ đó xong rồi mình nhúm lửa rồi các bạn. Đó. Đang đốt lửa. Mềm mềm mình làm xong mình kẹp nó vô cái cây vậy nha các bạn. Đó, giờ chỉ chờ nướng thôi. Đó, giờ đang đốt lửa các bạn ơi. Đó, để nướng rồi đó nha các bạn. Đó, cây đó, mình kẹp nướng này nè các bạn ơi.
ăn nướng nãy giờ nữa bạn, nửa đường rồi đó bạn, đẹp không? Cái cảnh xung quanh cũng đẹp ha bạn. Đây thì vườn cam, còn bên kia thì vườn mía, đang trồng mía lại các bạn. Người dân đây đang trồng mía cũng lên cao cao rồi. Thôi cháy cây rồi, cháy cây nẹp rồi, rớt luôn. Lửa dữ, lửa cháy cây nẹp luôn rồi. Càng chín rồi bạn ơi, càng đẹp hả bạn. Gần chín rồi, vàng rồi. Thấy thèm các bạn ơi, mới lần đầu ăn bì bịp nướng à, cảm giác thế nào, trải nghiệm cuộc sống dân dã à. Chín rồi các bạn ơi, thơm quá thơm các bạn ơi. Ồ ồ, thơm ngắt ngay luôn. Lần đầu tiên mới nướng còn mềm bẹp, xì 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 mở ra nè, thèm không bạn. Quá ngon các bạn ơi, thấy không là thấy thèm rồi. Rồi chín rồi các bạn ơi, đi rồi. Để mâm sẵn rồi các bạn, cái mâm của mình nè các bạn. Cái mâm là cái tàu lá chuối các bạn, cùi ra các cây đỏ đỏ nóng quá ngon các bạn ơi, ngon quá các bạn ơi. Giờ mình cắt một trường quay phim nữa con nha các bạn, mình làm nửa con thôi, quay phim nó nửa con. Nóng. Chuồn quay phim nữa các bạn, chuồn nó thêm cái đùi nữa các bạn ơi. Đó, bỏ cái phao câu đi. Đó, chuồn nó nhiêu đây các bạn, mình làm này các bạn ơi. Mời tất cả bạn nghe các bạn ơi, mời bạn nghe, chấm mưa ớt nè bạn. Ủa ngon bạn ơi, thơm. Lần đầu ăn mềm mềm luôn bạn, quá ngon bạn ơi. Nó ngọt mà thơm nữa bạn, thơm, nước kim chanh cay cay, chua, quá ngon, quá đỉnh. Ngon, chưa gì bằng luôn. Ngon không em?
bạn không? Dài. Còn đầu. Rồi mình cũng xin ngưng clip tại đây các bạn ơi. Nếu bạn xem clip này thấy hay á, các bạn cho mình một like chia sẻ các bạn. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình các bạn ơi. Mai mốt mình có động lực nữa mình làm tiếp clip theo các bạn ơi. Thôi mình xin bye. Mời các bạn đã xem clip mình nha các bạn. Rồi bye các bạn.